Trong thông tin mới nhất, siêu mẫu và diễn viên nổi tiếng Đức Tiến đã qua đời đột ngột vào ngày 19 tháng 5 vì một cơn đột quỵ. Tin tức này đã khiến cả làng giải trí trong nước và hải ngoại bàng hoàng và đau buồn không tưởng. Đức Tiến, một trong những gương mặt sáng giá trong làng giải trí Việt, đã ra đi mãi mãi tại Mỹ vì một cú đột quỵ. Tin tức này được xác nhận bởi em gái ruột của anh. Sự ra đi đột ngột của Đức Tiến đã khiến nhiều người bàng hoàng và xót xa. Anh để lại dấu ấn sâu đậm với đồng nghiệp và khán giả bởi tính cách hiền lành, tử tế và sự hăng say với nghề nghiệp. Trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Đức Tiến đã tham gia vào nhiều dự án truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như Vòng Xoáy Tình Yêu, Mộng Phù Du, Xin Lỗi Tình Yêu và Dốc Sương Mù. Mới đây, anh tái xuất màn ảnh rộng với bộ phim Đóa Hoa Mong Manh của đạo diễn Mai Thu Huyền. Nhiều người bạn và đồng nghiệp của Đức Tiến đã không giấu được sự sốc và đau buồn trước tin tức này. Ca sĩ Mai Thiên Vân đã chia sẻ cảm xúc của mình, không thể tin nổi vào sự thật và cho biết anh là một người bạn đồng hành đáng trân trọng. Diễn viên Lý Hương cũng đã không kìm được nước mắt khi nhớ lại những kỷ niệm với Đức Tiến. Cô mô tả anh là một người bạn thân thiết trong nghề và trong cuộc sống, và sẽ luôn nhớ về những khoảnh khắc đẹp bên anh. Tin tức về sự ra đi của Đức Tiến đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, khiến dân mạng ngỡ ngàng và tiếc thương. Nhiều khán giả đã gửi lời chia buồn đến gia đình và bày tỏ sự tiếc thương cho một người nghệ sĩ tài năng và đầy nhiệt huyết như Đức Tiến. Sự ra đi đột ngột của Đức Tiến là một mất mát lớn đối với cả làng giải trí Việt Nam. Dù anh đã rời bỏ, nhưng những dấu ấn và kỷ niệm về anh sẽ mãi mãi sống trong lòng người hâm mộ.